Chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn lập trình C cơ bản. Trong nội dung này chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với cái vựng thứ hai trong cái ngôn ngữ lập trình C. Nội dung của mình sẽ là viết cái chương trình cộng hai số nguyên, và mục tiêu của chúng ta sau cái bài học này đó là thứ nhất sẽ làm quen với chương trình C, tức là làm quen với ví dụ thứ hai. Cái thứ hai là chúng ta sẽ biết được cái cách thức để nhập dữ liệu từ bàn phím cho chương trình. Cái thứ ba mình muốn các bạn nắm được đó là chúng ta sẽ biết cách để thực hiện phép cộng ở trong chương trình C, và mở rộng ra thì các bạn sẽ thực hiện được cái phép trừ, phép nhân và phép chia. Bây giờ thì đơn giản là như thế đã. Chúng ta sẽ cùng nhau vào thực hiện nha. Cái phần này thì mình đã viết sẵn một cái mẫu ra đây rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành code. Lưu ý nha, ban đầu thì bao giờ cũng phải có phần khai báo thư viện, sau đó là đến phần hàm main, và mọi thứ chúng ta cần thực hiện thì bây giờ cứ viết ở trong hàm main. Ở đây mình cũng lưu ý cách trình bày luôn, đó là giữa các phần với nhau thì các bạn hãy cho nó cách nhau ít nhất là một dòng như thế này. Tức là cái phần khai báo thư viện và cái phần hàm main này thì mình đã cách nó ra một dòng nhìn như thế này, nó rất là thoáng. Cái thứ hai mình cần lưu ý ở trong cái phần trình bày này đó là trong một hàm ấy, ví dụ trong hàm main này thì nội dung của hàm main thì cái nào ở trong hàm main thì tốt nhất là các bạn hãy tab cho nó một cái để cho nó từ cái lề vào đến cái phần bên trong ấy nhìn cho nó đẹp, và khi mà nhìn vào cái code thì nó sáng sủa, với lại chúng ta sẽ dễ dàng tưởng tượng hơn. Tức là cái phần code nào là thuộc về cái khối nào của cái hàm nào, giả sử như thế. Các bạn hãy rèn luyện cái này ngay từ đầu nha, bởi vì như trong cái clip mình đã nói về cái chỗ mà các bạn mà code xấu ấy thì mình sẽ rất là không thích, và tất nhiên là chả ai thích code xấu cả. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái phần gọi là khai báo biến. Bây giờ chúng ta cần nhập vào hai giá trị A và B và tính tổng của nó. Thì đây là hai số nguyên, cho nên là để lưu trữ số nguyên ở trong chương trình C, chúng ta có một cái cú pháp đó là int. Để lưu được số thứ nhất thì mình đặt tên nó là A đi, cho nó giống ở trong toán học nhá. Đấy, giá trị thứ hai mình đặt tên nó là B, và cái giá trị thứ ba là tổng của A với B ấy, thì mình đặt tên nó là sum, tức là tổng. Đấy. Đây là khai báo biến. Bây giờ các bạn chỉ cần biết cái thao tác này đã, chứ còn nếu mà chưa quen với cái khái niệm biến thì cũng cứ từ từ, về sau chúng ta sẽ quen dần, cái gì cũng trước lạ sau quen. Đây gọi là khai báo biến nguyên. Biến thứ nhất là giá trị thứ nhất, biến thứ hai là giá trị thứ hai, biến thứ ba là tổng của hai thằng này nhá. Bây giờ đến cái công việc thứ hai của chúng ta đấy, tức là chúng ta sẽ nhập dữ liệu vào từ bàn phím cho giá trị A và B, sau đó tính tổng. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái cú pháp gọi đến cái hàm scan f, đóng mở ngoặc tròn, đóng mở nháy kép này, và trong này sẽ là phần trăm d nhập số thứ nhất, số thứ hai. Cái phần trăm d này chính là định dạng của nhập dữ liệu cho số nguyên cho cái kiểu này này đấy. Bây giờ ra đằng sau cái phần nháy kép này chúng ta phẩy và a phẩy, chỗ này là và b. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Tức là chúng ta sẽ nhập vào số thứ nhất tương ứng phần trăm d thứ nhất chính là giá trị a, phần trăm d thứ hai là giá trị b đấy. Và lưu ý là trước a và b phải có cái dấu và này. Tại sao có dấu và thì trong những cái bài tiếp theo mình sẽ giải thích cụ thể. Bây giờ các bạn chỉ cần biết cái cú pháp này đã. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành tính tổng này, chúng ta có hai giá trị rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tính tổng sum thì bằng a cộng với b như thế này. Bây giờ chúng ta đã có tổng của a và b, tổng A cộng với B, chỗ này là nhập dữ liệu, nhập vào hai số A B nguyên nhá, số nguyên đấy. Rồi nếu như các bạn mà nhập vào không phải là số nguyên thì nó sẽ bị lỗi và chương trình sẽ không chạy được đâu nha. Lưu ý là các bạn hãy nhập vào số nguyên. Bây giờ chúng ta sẽ in ra màn hình cái kết quả của hai cái số nguyên mà chúng ta nhập vào từ bàn phím bằng cái lệnh printf, hay là cái hàm printf. Printf trong chỗ này là phần trăm d cộng với phần trăm d. Bây giờ mình sẽ tách nó ra cho nó đẹp. Rồi phần trăm d cộng với phần trăm d sẽ bằng phần trăm d. Tại sao lại như thế này nhá, tí nữa mình viết xong rồi nói này. Phần trăm d thứ nhất là số a,
Ví dụ mình muốn tính là A cộng B bằng bao nhiêu ấy thì mình sẽ in ra. Đó là A này, số phần trăm D thứ hai là tương ứng với số B này. Phần trăm D thứ ba là cái giá trị tổng của nó thì là sum. Đấy, như thế này. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lưu function S. Bây giờ lưu là tổng AB. Bây giờ chọn cái show file là đuôi chấm C. Lưu. Bây giờ để kiểm tra chương trình có lỗi hay không thì click vào đây hoặc là ấn F9. Như vậy chương trình mình không có lỗi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành chạy này. Bây giờ cái màn hình console này hiện lên, bây giờ chúng ta sẽ nhập vào hai số. Có rất là nhiều cách nhập và cách nhập phổ biến nhất đó là ví dụ mình nhập 5 này, sau đó là enter, nhập 6, enter cái nữa. Như vậy kết quả chúng ta nhận được là 5 cộng 6 bằng 11. Như vậy là cái mục tiêu của chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ đến với cái cách nhập thứ hai mà mình muốn giới thiệu các bạn ở đây để lần sau không bị bối rối khi mà thấy mình làm chương trình ấy, thì đó là để nhập vào số nguyên ấy thì chúng ta chỉ cần cách nhau bởi một dấu cách là được rồi. Ví dụ mình nhập 5 cộng với 6 thì 5 cách 6 enter, thì cái điều này tương đương với là số nhất là 5, số thứ hai là 6 và tổng của nó là 11. Cái này thì đây, nhìn vào đây và mình sẽ giải thích cái chỗ này. Khi mà chúng ta scan F phần trăm D và A và B thì nó sẽ tương ứng như sau. Số đầu tiên sẽ là A, số thứ hai là B. Đấy. Ở đây. Số đầu tiên là A, số thứ hai là B. Nếu các bạn 5 enter thì 5 sẽ là A. Sau đó 6 enter thì 6 sẽ là B. Và sau đó thì nó thực hiện A cộng B và in ra cái kết quả. Đấy. Ok. Nhân tiện chỗ này thì chúng ta có thể thay đổi cái dấu này này thành dấu trừ này. Đấy, bây giờ chúng ta chạy lại này. Bây giờ mình cũng nhập vào 5 với 6 nhá. 5 cách 6 enter. Lúc này thì là dấu trừ cho nên là trừ 1, cho nên là thay đổi lại chỗ này nhá. Tí không bị nhầm đấy. Đây. 5 6. Đấy, như vậy là kết quả của chúng ta là 5 trừ 6 bằng trừ 1. Chúng ta có thể thay cái chỗ này bằng dấu nhân. Đấy. Chỗ này là dấu nhân. Rồi. 5 cách 6. Rồi, 5 nhân 6 bằng 30, chính xác luôn. Bây giờ chúng ta có thể thực hiện phép chia nguyên nhá. Đây là chia nguyên. Nếu các bạn chưa biết cái phép chia nguyên đó là cái gì ấy thì có thể Google nhá. Chúng ta sẽ thực hiện này, 5 chia nguyên cho 6, 5 cách 6 thì kết quả các bạn có thể dự đoán được nó bằng 0. Bởi vì 5 chưa đủ chia cho 6. Tức là chúng ta có 5 cái kẹo mà muốn chia cho 6 người thì làm sao mà mỗi người đủ một cái được, cho nên là không chia được nguyên. Bởi vì mỗi người không đủ một cái cho nên là sẽ là không. Phần nguyên sẽ là bằng không đấy. Hay hiểu đơn giản như thế. Đấy, như vậy là chúng ta từ cái bài này chúng ta có thể nhập được vào hai số nguyên bất kỳ và chúng ta tính tổng hiệu tích và chia nguyên của nó. Nhân tiện thì mình sẽ cho các bạn cái cách thứ hai để có thể tính tổng AB mà không cần cái biến sum này. Tức là chúng ta cho luôn ở đây, đó là A cộng với B. Đấy, thì chỗ này là cộng nha. Cộng này. Chỗ này thay lại cái này nó cộng đi. Đây. Khi chạy chương trình mình sẽ nhập vào 5 và 6. Như vậy thì 5 cộng 6 bằng 11. Chính xác luôn. Như vậy bây giờ các bạn đã biết đến hai cách để chúng ta thực hiện cái chương trình. Một là thực hiện ở bên ngoài, sau đó là gán vào bên trong. Hai là thực hiện trực tiếp ở bên trong. Đấy. Và lưu ý tương ứng là phần trăm D thứ nhất sẽ là giá trị số A, phần trăm B phần trăm D thứ hai sẽ tương ứng số B và phần trăm D thứ ba là số nguyên tương ứng là kết quả của A cộng B. Như vậy thì cái chương trình của mình đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng các bạn đã tìm cho mình được thêm những cái nhiều cái điều thú vị mới thông qua cái clip này. Xin chào và hẹn.